Đây chị Thắng quá, chị Thắng. Đây. Đây chị Thắng. Đây chị Thắng. Bán cho tôi con cá đi, bác Hải ơi. Bán cho tôi con cá vàng đi. Cá vàng nhá, cá vàng đâu? Cá vàng. Đâu, cho tôi con cá vàng nào. Cá vàng. Cá vàng. Cá vàng đây cơ mà, cá vàng đây cơ mà. Tay đâu? Đây. Rồi, tôi xin nhá, tôi trả tiền này. Tôi trả tiền. Rồi, cảm ơn nhá. Rồi. Ừ. Cất tiền đi nhá, thôi đi bán cho bạn Thắng này. Đi bán cá bạn Thắng này. Rồi, bố em xin. Ở chú Thắng mua cá không? Cho chị Thảo một con, bán chị Thảo một con. Cho chị Thảo lấy con này. Điều này ở tiền nha. Trả tiền, trả tiền, trả tiền nha. Chị xin. Người ta đi mua ra lại cho người ta kiếm. Trả lại. Dạ vâng, bán cho tôi tôm. Một doanh nghiệp bán như thế này trả tiền này phải một cái công bằng và minh bạch trên thị trường vàng và không cần trả lại bo luôn điện tử. Dạ, bo.